Kính thưa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, kính thưa các vị bộ trưởng, các vị lãnh đạo các bộ, ban ngành, các địa phương, trung ương và địa phương, xin kính thưa các vị chủ tịch các tập đoàn, các công ty, các cộng sự của ngành công nghệ thông tin và các khách hàng. Lời đầu tiên tôi phải nói là cộng đồng công nghệ thông tin hưởng nhiệt liệt cái khẩu hiệu Make in Việt Nam. Đúng như Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói là Việt Nam không thể trở thành một quốc gia tiên tiến nếu chúng ta không làm chủ công nghệ, chúng ta không sáng tạo công nghệ. Và cái khát vọng làm chủ công nghệ và sáng tạo công nghệ, muốn Việt Nam vươn ra thế giới đã đi suốt với chúng tôi suốt 20 năm vừa qua. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ với khán trường ba câu chuyện kể về chúng tôi đã làm gì cho cái khát vọng đó trong quá khứ, hiện tại và tương lai, cùng với cộng đồng công nghệ thông tin Việt Nam. 20 năm trước, khi mà FPT đã nuôi dưỡng một đội làm phần mềm suốt 10 năm và lỗ, và cái thời kỳ đó chúng tôi đã quyết định đi ra thế giới. Đây là một cái nỗ lực phải nói là tuyệt vọng để vươn ra. Và chúng tôi mở công ty ở Silicon Valley, chúng tôi bị đóng cửa vì không ai giao bất kỳ hợp đồng nào chúng tôi cả. Tôi mở tiếp tại Silicon Valley và chúng tôi thất bại, không ai giao tôi công việc cả. Chúng tôi phải đem việc từ Việt Nam sang làm tại Bangalore. Nhưng rất may, vào khi cái ngân sách dành cho xuất khẩu phần mềm đã hết thì Nhật Bản đã chấp nhận chúng tôi vào năm 2002, và từ đó chúng tôi liên tục đi lên. Từ một nhóm 17 người đầu tiên, hôm nay chúng tôi có 17.600 lập trình viên. Từ không có khách hàng nào cả trong suốt vài năm trời, hiện nay chúng tôi có 700 khách hàng, và trong đó có 100 khách hàng nằm trong nhóm 500 công ty hàng đầu thế giới. Từ những việc dễ ban đầu với giá 1.500 đô la một tháng, chúng tôi vươn lên làm những việc càng ngày càng phức tạp hơn. Và ngày hôm nay, những việc phức tạp nhất chúng tôi làm chính là tư vấn chuyển đổi số với giá 40.000 đô một tháng. Từ những việc công việc lẻ tẻ, chúng tôi vươn lên những công việc lớn hơn. Và ngay trong năm Covid này, chúng tôi đã vượt được 200 công ty ở Mỹ, trong đó có những tên tuổi lẫy lừng như là IBM, như là Accenture, như là Tata Consulting Service, để chiếm một cái hợp đồng 150 triệu đô la Mỹ với một khách hàng Mỹ. Tương tự như vậy, cũng trong năm Covid này, chúng tôi vượt mặt 20 công ty ở Malaysia để nhận một hợp đồng 100 triệu đô la. Và ở Nhật Bản, chúng tôi cũng vượt các công ty đấu thầu ở Nhật Bản. Hiện nay, riêng bộ phận tại Nhật Bản, chúng tôi đang đứng ở vị trí 50 công ty phần mềm của Nhật Bản, và chúng tôi đang phấn đấu lên vị trí 20 trong những năm tới. Và chúng tôi không muốn lẻ loi. Chúng tôi đã từng lẻ loi trong những năm 98 đến 2002. Nhưng 2002 chúng tôi đã lập được Hiệp hội Vinasa, và cả một đoàn chim Việt bay đi khắp các nước trên thế giới. Và ngày hôm nay chúng ta có một lực lượng khoảng 300.000 chiến binh viễn chinh, tạo ra một nền công nghiệp có giá trị 5 tỷ đô la Mỹ
Và số người làm công nghệ thông tin của Việt Nam đã ở lên mức tương đương, tức là comparable với những quốc gia hiện đại hàng đầu trên thế giới. Và lực lượng công nghệ thông tin của chúng ta, như Nguyễn Tự Quảng vừa nói đó, là chúng ta có thể làm được bất cứ điều gì vào lúc này. Lực lượng công nghệ thông tin của chúng ta có thể giải quyết các nhu cầu chuyển đổi số của đất nước và làm chuyển đổi số cho thế giới. Có thể nói ở tại Nhật Bản chúng ta đứng vị trí số 2, ở tại Mỹ thì chỉ có đứng sau Ấn Độ. Việt Nam, chúng ta đã ước mơ Việt Nam có tên trên bản đồ số thế giới, và sự thật, ước mơ đó đã thành sự thật. Chúng ta đã có tên trên bản đồ số thế giới. Bước vào giai đoạn 2. Bước vào giai đoạn 2, một giai đoạn đối với chúng tôi thách thức hơn. Khi cả thế giới vũ bão tiến về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, có thể nói đây là cơ hội duy nhất để chúng ta lại bắt đầu từ điểm xuất phát cùng với các dân tộc trên thế giới để làm ra một sản phẩm phần mềm mà làm tốt ở Việt Nam và có chân trên thế giới. Đấy là một thách thức vô cùng lớn. Nếu trước kia, trước cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nói về ERP chúng ta có SAP, chúng ta có, nếu mà về bán hàng chúng ta có CRM, nếu Workday, tất cả các sản phẩm lớn trên thế giới đều đã được tạo dựng, thì có chỗ hở nào cho Việt Nam chen chân vào? Nhưng khi chuyển đổi số, Việt Nam có rất nhiều cơ hội để xây dựng các sản phẩm như vậy. Và 3 năm trước chúng tôi đã bắt đầu đi vào cái lĩnh vực nóng nhất của chuyển đổi số, đấy là các con robot tự động hóa các quy trình RPA. Và chúng tôi bắt tay xây dựng một con của Việt Nam, Acabot. Acabot có thể giúp các doanh nghiệp tự động hóa rất nhiều quy trình mà họ phải dùng người. Và chúng tôi xây dựng con Acabot, thực chất nó là 135 con, để xử lý 135 quy trình khác nhau, và chúng tôi tiếp tục làm tiếp những cái chức năng mới. Và thực sự rất may mắn, con Acabot của chúng tôi được 50 công ty trên thế giới chấp nhận. Chúng tôi đã có những công ty danh tiếng trên thế giới nhận làm đại lý cho chúng tôi tại thị trường Nhật Bản, đại lý cho chúng tôi tại thị trường châu Âu, và sẽ chọn tiếp đại lý ở thị trường Mỹ. Con Acabot của chúng tôi đã nằm trong 6 con hay nhất thế giới. Doanh số năm 19 tăng 50 lần so với năm 18. Con Acabot của chúng tôi. Và chúng tôi đang hiện nay đang đưa cho các doanh nghiệp Việt Nam sử dụng, bởi vì nó thực sự đem lại hiệu quả. Nó nhanh hơn 90% thời gian, nó tiết kiệm được 50% người, nó đem lại 30% hiệu quả. Và đấy là một trong 63 cái sản phẩm số, chuyển đổi số mà chúng tôi làm cho doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng không muốn đi một mình ở đây. Cho nên nếu các chị để ý đó, thì là Vinasa đang đẩy ra rất nhiều các cái chương trình để thúc đẩy các sản phẩm số mới của Việt Nam. Chúng ta có Sao Khuê, chúng ta có Top 10, chúng ta có Smart Cities. Và chúng tôi rất hy vọng rằng là cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có một cái cơ hội tuyệt vời, vô cùng to lớn để làm những việc như vậy. Đấy là cái hiện tại mà FPT đang làm và đang tiếp tục làm. Tôi xin kể câu chuyện cuối cùng. Người ta nói kinh tế số là kinh tế nền tảng, là kinh tế chia sẻ. Thì lúc này là cái lúc mà Việt Nam phải đưa ra các sản phẩm nền tảng.
Nói là thế giới có nền tảng không? Có. Các nền tảng của thế giới do cái cạnh tranh rất quyết liệt ở trên thế giới, cho nên họ thường là chọn lấy một phần trong cái chuyển đổi số họ làm. Chưa ai lại đưa ra một cái nền tảng mà cho toàn bộ doanh nghiệp làm. Và cái lợi thế Việt Nam nó còn ở chỗ là nếu ai đó mà làm ở nước ngoài đó thì nó khó vào cuộc sống lắm. Vì họ phải chuyển đổi từ cái cũ sang cái mới. Còn Việt Nam chúng ta chưa có nhiều lắm những cái ứng dụng như vậy. Và chúng ta có thể đi đúng là đi tắt đón đầu, lên thẳng nền tảng số, sử dụng ngay trí tuệ nhân tạo để làm. Đấy là cơ hội vô cùng to lớn. Và những cái doanh nghiệp như là Viettel, như là VNPT, như là CMC, như là FPT, chúng ta phải đóng một vai trò là chúng ta lôi kéo một hệ cộng đồng công nghệ thông tin, những doanh nghiệp startup, những doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng nhau xây dựng những cái dịch vụ để phục vụ cho các doanh nghiệp, cho chính quyền, cho người dân. Bởi vì không có một ai có thể phát triển được từ A đến Z. Cuộc sống nó vô cùng mênh mang và chúng ta cần phải tiếp tục làm như vậy. Thì trong cái bối cảnh như vậy thì chiến lược của FPT là mong muốn làm như vậy. Chúng tôi muốn làm một số cái và cùng với tất cả mọi người làm những cái còn lại. Thì đầu tiên là chúng tôi nói đến nền tảng trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi làm nền tảng trí tuệ nhân tạo tức là cái con robot có thể nhìn được, hiểu được đấy là cái gì. Nó nghe được, biết người ta nghe cái gì. Nó có thể nói được ý nghĩ của nó. Nó có thể dịch thuật, nó có thể tư duy. Thì đấy là mục tiêu của chúng tôi. Và rất may là cái con FPT AI của chúng tôi đang tác động, có rất nhiều doanh nghiệp đang được dùng, kể cả các tập đoàn rất lớn trên thế giới. Nói ví dụ như trong ngành ngân hàng thì HSBC hay là ngân hàng Mizuho, ngân hàng lớn nhất của Nhật Bản bắt đầu dùng các con của chúng tôi. Và các doanh nghiệp Việt Nam cũng đang dùng rất là nhiều. 11 triệu người đang tương tác với con trí tuệ nhân tạo của chúng tôi. Và rất nhiều cộng đồng startup đã sử dụng nó để tạo ra các giá trị gia tăng mới. Thì chúng tôi cũng đang làm rất nhiều các nền tảng khác. Đặc biệt tôi muốn nói đến nền tảng giáo dục. Hiện nay là theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Hùng và Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, chúng tôi quyết tâm là tháng 6 sẽ đưa ra cái platform cho giáo dục với rất nhiều ý tưởng sáng tạo mới. Chúng tôi cũng xây dựng cái platform cho các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp liên quan đến ngành y tế, ngành giao thông, v.v. Và chúng tôi có một lời kêu gọi là cộng đồng công nghệ thông tin hãy cùng nhau đi cùng với các cái tập đoàn nền tảng. Vì đầu tư trên nền tảng các vị biết là nó không nhỏ, để cùng nhau để làm cái một Việt Nam mới. Đấy là cái mong muốn của tôi. Cuối cùng tôi muốn nói là hãy bay lên đàn chim Việt, lên bầu trời một Việt Nam hùng cường, một dân tộc phồn vinh. Xin cảm ơn.